Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, trước hết tôi cơ bản nhất trí với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, thống nhất cao với nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu đã phát biểu. Theo yêu cầu của đoàn chủ tịch, tôi xin đi thẳng vào một số nội dung như sau. Thứ nhất, tiếp tục tháo gỡ cơ chế trong lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Về điều chỉnh quy hoạch đất lúa và các loại đất rừng, trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã phân khai chỉ tiêu sử dụng đất và ban hành nghị quyết phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Trong đó xác định rõ diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cuối kỳ quy hoạch và chỉ tiêu được phép chuyển mục đích các loại đất trên sang mục đích phi nông nghiệp để phát triển kinh tế xã hội. Nhưng khi triển khai thực hiện, đến mỗi dự án, mỗi công trình cần chuyển 10 hectare đất lúa, 20 hectare đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và 50 hectare đất rừng sản xuất, thì một lần nữa lại phải xin ý kiến các bộ ngành để trình Thủ tướng Chính phủ. Thực tế, việc làm này làm cho chậm tiến độ cho việc triển khai các dự án đầu tư. Tôi đề nghị Quốc hội xem xét cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh áp dụng cơ chế đặc thù, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng theo đúng kế hoạch sử dụng đã được phê duyệt mà không phải xin ý kiến các bộ ngành trình Thủ tướng Chính phủ lần thứ hai, để các cơ quan trung ương dành thời gian tăng cường kiểm tra, thực hiện các chỉ tiêu về quy hoạch đất theo kế hoạch đã được duyệt. Về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 và quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, hiện nay tỉnh Phú Thọ cũng như một số địa phương trong cả nước đang đứng trước cơ hội lớn về tốc độ phục hồi và phát triển kinh tế, triển khai nhiều dự án lớn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất là rất thấp. Đất khu công nghiệp chỉ đạt khoảng 4%, đất thể thao đạt 5% so với chỉ tiêu xác định nhu cầu. Mặt khác, trong giai đoạn đầu tư quy hoạch, cần tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư từ khâu lập quy hoạch xây dựng, quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, mất rất nhiều thời gian. Thông thường, khâu chuẩn bị đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp, nếu không vướng mắc gì thì mất khoảng 22 tháng, cụm công nghiệp mất 15 tháng, các dự án hạ tầng mất 9 tháng. Ví dụ như tại tỉnh Phú Thọ, thực hiện dự án khu công nghiệp Tam Nông và khu công nghiệp Hòa Hòa với tổng diện tích 750 ha trên cơ sở quy hoạch các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 2021-2025. Chủ đầu tư đã làm đầy đủ các thủ tục hồ sơ trình các bộ ngành của Trung ương. Tuy nhiên, đến nay gần 2 năm vẫn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Như vậy, nhiều dự án các khu cụm công nghiệp, khu đô thị, khu di tích, lịch sử ở các địa phương không có đủ điều kiện để triển khai, thực hiện dự án hoặc chỉ thực hiện được một phần. Do vậy, để đảm bảo mục tiêu phát triển giai đoạn 2021-2025, đề nghị Chính phủ sớm quan tâm điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất quốc gia của các địa phương có nhu cầu. Nhân đây, tỉnh Phú Thọ xin đề nghị Chính phủ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 đối với đất khu công nghiệp là 2.485 ha, đất thể dục thể thao là 550 ha. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với đất khu công nghiệp của tỉnh là khoảng 4.500 ha, đất thể dục thể thao là khoảng 1.200 ha. Đây cũng là một điểm nghẽn lớn trong việc làm chậm tiến độ triển khai các cái dự án đầu tư. Sớm giải quyết được cơ chế này không chỉ đáp ứng nguyện vọng của tỉnh Phú Thọ mà là còn là mong đợi của tất cả các địa phương trong cả nước. Thứ hai, về thực hiện nghị quyết 54 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tôi nhất trí cho phép tiếp tục thực hiện nghị quyết đến 31 tháng 12 năm 2023 theo đề nghị của Chính phủ và Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn.